Chào các bạn, SketchUp cùng Senhome. Các bạn có thể thấy là trên đây là một cái ly. Vậy thì dựng SketchUp với một cái ly thì chúng ta dựng như thế nào? Chúng ta sẽ đến một cái tip cực kỳ hay nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải biết một cái lệnh, đó là lệnh Follow Me. Để dùng được lệnh Follow Me thì chúng ta cần phải hai đối tượng. Một đối tượng đầu tiên là đường dẫn, đối tượng thứ hai là diện cạnh. Đó, cách dùng lệnh Follow Me thì là như thế nào? Đây, lệnh Follow Me đây. Đó, chúng ta sẽ sử dụng đường dẫn trước. Chúng ta chọn đường dẫn trước này. Sau chúng ta tích vào lệnh Follow Me này. Đấy, sau chúng ta tích vào diện chạy này. Chúng ta sẽ có ngay lập tức một kết quả là đường dẫn chạy. Đó, chúng ta không put khối nữa đâu nha, phải dùng lệnh Follow Me trong trường hợp này. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ áp dụng để tạo ra cái link. Thứ nhất thì đường dẫn của chúng ta sẽ là đường dẫn đóng kín là hình tròn. Chúng ta tích vào đường dẫn đóng kín. Sau đó chúng ta tích lệnh Follow Me. Các bạn phải tư duy ra được cái tiết diện chạy của cái thằng link chúng ta tích ra. Lập tức chúng ta sẽ có ngay một cái kết quả, một chiếc link dựng cực kỳ nhanh với Follow Me. Chúng ta có thể áp dụng lệnh này để tạo ra được những cái chùm. Đấy. Chúng ta cũng có thể tạo lệnh này ra được những cái bóng đèn. Chúng ta cũng có thể tạo ra những cái bánh donut. Hoặc chúng ta cũng có thể tạo ra được những cái vành khăn. Rồi, kiến thức rất hay và bổ ích phải không? Hẹn các bạn tại các video kế tiếp. Follow Senhome nhé các bạn nhé.